Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, trong ký ức nhiều thế hệ, âm nhạc của Phan Huỳnh Điểu, dù là những giai điệu hào hùng hay những bản tình ca, những ca khúc thiếu nhi vẫn luôn lấp lánh một tinh thần lạc quan, vui tươi, tin vào cuộc sống. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu luôn mang đến cho công chúng yêu nhạc một niềm hy vọng, những rung cảm sâu sắc về sự thủy chung, những tình cảm yêu thương chứa chan giữa người và người. Với tất cả tấm lòng yêu quý và kính trọng đối với người nhạc sĩ tài hoa, đồng thời cũng là người con của thành phố Đà Nẵng, chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu gồm tọa đàm, triển lãm và chương trình nghệ thuật Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cùng tình yêu ở lại diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2024 là lời tri ân, là tình cảm sâu sắc của người dân thành phố Đà Nẵng và những người làm nghệ thuật dành tặng cho ông, và tri ân những đóng góp to lớn của người nhạc sĩ đã làm rạng danh cho thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã trao tặng hoa cho đại diện gia đình nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Chương trình diễn ra với những tiết mục như Mùa đông binh sĩ, Liên khúc giải phóng quân Đà Nẵng ơi chúng con đã về, Quảng Nam yêu thương, Anh ở đầu sông, Em cuối sông, Cuộc đời vẫn đẹp sao đã tái hiện lại hành trình âm nhạc của người nghệ sĩ, đem đến những sắc màu riêng biệt cho dòng nhạc cách mạng và trữ tình Việt Nam với tinh thần lạc quan, yêu đời và văn minh, làm sống lại những giai điệu đi cùng năm tháng để trở thành di sản trong lòng người yêu nhạc. Nhiều người dân Đà Nẵng tham dự chương trình đều thấy bồi hồi xao xuyến khi được nghe lại những bài ca của cố nhạc sĩ. Dự chương trình 100 năm cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có gợi lại cho tôi một cái nỗi nhớ là rất tự hào về quê hương của Quảng Nam Đà Nẵng nói chung và bây giờ thành phố Đà Nẵng chúng ta nói riêng, trực thuộc trung ương, là một nhà nhạc sĩ rất nổi tiếng, nhất là bài hát đầu tai của ông gợi một cho chúng tôi là một cái thôi thúc là muốn thống nhất được đất nước được độc lập tự do, một bài hát thôi thúc những người chàng trai đi ra tiền tuyến để mà giành lại độc lập tự do tổ quốc. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng, một hồn thơ âm nhạc để in dấu sâu đậm vào tâm khảm người Việt Nam. Qua âm nhạc, ông đã gửi gắm những triết lý sâu sắc về cuộc sống, về con người và về đất nước. Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn cũng tổ chức lễ gắn biển tên đường cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tại địa phương. Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, người con quê hương Đà Nẵng, là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, với nhiều sáng tác gắn liền với chiều dài lịch sử đất nước và dân tộc. Con đường mang tên cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định đặt tên theo nghị quyết số 106 năm 2023 ngày 14 tháng 12 năm 2023 với tổng chiều dài 1.600m, nằm tại khu đô thị Hoa Quý, Đồng Nò, phường Hoa Quý. Việc gắn tên đường phố mang tên danh nhân là sự tôn vinh những giá trị tinh thần mà danh nhân để lại, đưa giá trị tốt đẹp đó vào đời sống hiện tại.